Đầu tiên các bạn lắc sơ cho mình nha. Đó. Rồi các bạn cứ gõ nhẹ vào đây này. Đó, các bạn cứ gõ nhẹ vào bát chai này. Đó, các bạn cứ xoay, các bạn nhỏ vừa gõ vòng quanh các bạn ạ. Đó các bạn thấy không? Bia ra đó các bạn thấy không? Hoặc các bạn gõ vào xung quanh thanh ly này. Đó, các bạn gõ xung quanh thanh ly nó cũng ra các bạn ạ. Ok nha các bạn. Cách thứ hai thì các bạn cầm cái hộp quẹt này, các bạn đốt vào nắp chai cho mình. Các bạn đốt vòng quanh nắp chai cũng được mà đốt ở đây cũng được. Chúng ta lắc sơ tí đi. Đó, bia đã ra nha các bạn.